tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang sinh sống, học tập và làm việc tại vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng về tỉnh cũng là chia lửa với thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian địa phương này tiếp tục thực hiện giãn cách phòng dịch. Chiều nay 1 tháng 8, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh để bàn về giải pháp vận chuyển và tiếp nhận công dân từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cuộc họp dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Cùng dự có ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, ông Nguyễn Công Vinh, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Để chuẩn bị cho việc đưa công dân Bà Rịa Vũng Tàu đang sinh sống, làm việc và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng trở về Bà Rịa Vũng Tàu trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương đã thảo luận bàn sâu một số nội dung khi đưa người dân trở về Bà Rịa Vũng Tàu, như phương thức để người dân đăng ký trở về, điều kiện cần thiết và phân loại đối tượng những người được đưa về, phương án đưa đón từ nơi ở của người dân đến điểm trung chuyển và từ điểm trung chuyển về tỉnh, phương án thời gian và địa điểm cách ly đối với người trở về. Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các sở ngành cần nhanh chóng hoàn thiện phương án, kế hoạch, phân công, phân nhiệm cụ thể để bảo đảm thực hiện nhanh chóng, đồng bộ và an toàn tuyệt đối trong phòng chống dịch COVID-19.